lộ diện kẻ làm rơi trước đầu người quận 7 là dân xã hội, nói đạo lý cực chất. Sau một giờ thuyết phục và vây bắt, nghi phạm trong vụ án trước đầu người kinh hoàng tại quận 7 hiện đã được cơ quan chức năng đưa về đồn lấy lời khai. Khoảng 15 giờ ngày 26 tháng 9, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip cảnh người đàn ông với chiếc đầu bị ném ra một con hẻm trên địa bàn quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Theo chủ nhân đoạn clip chia sẻ, nạn nhân là chồng người bán tạp hóa ở đầu hẻm. Lúc xảy ra vụ việc, Ông đang ở trong nhà thì bị thanh niên lạ mặt xông vào tấn công và dẫn đến kết quả này. Cụ thể, tài khoản có tên NT có đăng thông tin với nội dung Quận 7 thành phố Hồ Chí Minh ngáo đá làm rơi đầu người dân, còn một người có súng đang cố thủ. Nghe thấy bảo một người lạ vào nhà bạn trong hẻm chơi AXIS, được cho là Mai Thúy Đá, sau đó làm rơi đầu ông này là chồng bà bán tạp hóa đầu hẻm sau đó chạy bỏ trốn, còn bạn bên trong đang cố thủ. Người dân sau khi nghe tiếng la hét, cự cãi thất thanh trong nhà thì thấy một thanh niên cầm phần đầu nằm lăn lóc trên mặt đường. Phần thân dưới được phát hiện ở chuồng và cạnh khu đất. Theo lời kể của người dân, nghi can cầm trên tay một thanh kiếm dài, biểu hiện ngáo đá, chạy về nhà ẩn náu. Sau khi nhận được tin báo, ngay lập tức báo cho cơ quan chức năng đến hiện trường là trong con hẻm 645 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7 để lấy lời khai nhân nhân chứng, khám nghiệm cơ thể làm rõ động cơ gây án. Theo Vietnamnet đưa tin, chiều cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công an quận 7 đang lấy lời khai của nghi phạm. Được biết, nghi phạm tên Trần Huy, sinh năm 1987, thường trú tỉnh Lâm Đồng. Trước khi bị khống chế về đồn, đối tượng vẫn ngoan cố chấn thủ trong nhà khoảng 1 giờ đồng hồ. Tại cơ quan chức năng, kết quả test cho thấy Huy âm tính với ma túy, COVID-19 và không uống rượu bia. Thế nhưng, đối tượng cần thêm thời gian để tỉnh táo tinh thần mới có thể tiếp tục lấy lời khai. Theo điều tra ban đầu, giữa nghi phạm Huy và nạn nhân có mâu thuẫn từ trước. Cả hai đều là dân xã hội. Nạn nhân sinh sống cùng gia đình, buôn bán tạp tại con hẻm nằm trên đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7. Còn nghi phạm Huy thuê trọ tại đây. Sau khi án mạng được chia sẻ lên mạng xã hội, ai nấy đều bày tỏ cam phẫn trước hành động dã sờ man này, xem thường pháp luật của đối tượng. Khác với hình ảnh bậm trợn lúc gây án, trên trang Facebook cá nhân, netizen bất ngờ trước gương mặt khá điển trai, dáng vóc phạm vỡ trên cơ thể có nhiều hình xăm khu vực cánh tay. Đặc biệt, người này cũng thường xuyên chia sẻ các câu châm ngôn cực đạo lý. Đừng nhầm lẫn tính cách của tao và thái độ của tao. Tính cách của tao nói lên con người tao, còn thái độ tao phụ thuộc vào con người mày, nghi phạm viết. t Ngô Văn Vinh, Viện trưởng Viện Giám định Pháp y Tâm thần Trung ương cho rằng, người ngao đá có triệu chứng của tâm thần dưới góc độ khoa học. Nhưng dưới góc độ pháp luật, ngao đá chính là hậu quả của hành vi sử dụng ma túy gây ảo giác. Một khi đã xác định đây chính là hậu quả của hành vi sử dụng ma túy gây ảo giác thì phải giám định rất kỹ để đánh giá được việc sử dụng ra sao, mức độ ảnh hưởng thần kinh đến đâu. Luật sư Lê Văn Đài, văn phòng luật sư Khánh Hưng, đoàn luật sư Hà Nội cho biết, ở góc độ y học, sau khi sử dụng methamphetamine, người ngáo đá có triệu chứng của người mắc bệnh tâm thần, tách rời khỏi thực tại, ảo tưởng hoặc ảo giác. Còn ở góc độ pháp lý, người bị ngáo đá là hậu quả của hành vi chủ động, không vô thức khi bắt đầu sử dụng chất ma túy là một loại chất kích thích mạnh do đó pháp luật hiện hành không coi họ là người mắc bệnh tâm thần và không có cơ sở đề nghị tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé